Em có biết điều sung sướng nhất của một bà mẹ bỉm sữa là gì không? Đấy là đi đẻ có bà ngoại, ở cữ có bà ngoại, giai đoạn con nhỏ cũng có bà ngoại. Bà ngoại chăm con mình đẻ ra không phải là vì bà rảnh, cũng không phải là vì bà không biết mệt, mà là bà lo lắng cho đứa con gái của bà, sợ bà rời thay ra thì người mệt chính là con gái bà. Chỉ cần có mẹ ở đây thì mình sẽ không phải một mình bế con, không phải một mình dỗ con khóc, cho con ăn. Mình có thể ăn bất cứ khi nào mình đói, có thể order bà ngoại bất cứ món gì mà mình thèm. Chứ không phải cảnh vừa bế con vừa va vội miếng cơm rồi lại sấp ngửa với bỉm sữa. Chẳng phải lo nhà cửa đang bừa bộn, một tay bà ngoại thu vén thì một lúc thôi là gọn gàng. Có bà ngoại, cơm canh lúc nào cũng nóng hổi, mấy đứa trẻ con lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho. Chăm cháu thực ra không phải là nhiệm vụ của bà ngoại, nhưng vì bà hiểu hơn ai hết, làm mẹ là một công việc khó khăn biết nhường nào, và con gái của bà mong manh ra sao trong khoảnh khắc bắt đầu làm mẹ. Nhưng mà bởi vì bất kỳ người phụ nữ nào trong xã hội cũng đều làm như vậy cả, nên cả xã hội coi đó là việc bình thường. Thực ra mỗi bà mẹ mới sinh đều rất cần sự chăm sóc của một người phụ nữ khác. Người hiểu được khoảnh khắc này mong manh như thế nào chỉ có thể là bà ngoại. Sự hiểu biết mà chỉ một người mẹ mới có thể có. Cuộc sống này vốn chẳng bao giờ là dễ dàng. Nếu có dễ dàng là do đã có người khác thay bạn gánh vác. Cảm ơn mẹ của con thật nhiều.